Hương Giang tạm dừng hoạt động, chính thức rút khỏi chương trình Hoa hậu Việt Nam 2020. Các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức giải trí D News. Cuộc tẩy chay nhắm vào Hoa hậu chuyển giới Hương Giang là kết quả của một chuỗi dài những hành động không đẹp, nhưng chỉ bùng nổ khi nghệ sĩ đi quá xa trong việc thách thức dư luận. Chiều 7 tháng 11, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam thông báo Hương Giang rút khỏi vai trò ca sĩ biểu diễn ở vòng chung kết cuộc thi vào ngày 12 tháng 11. Ngoài ra, Hương Giang tuyên bố sẽ tạm dừng một số hoạt động nghệ thuật một thời gian, đồng thời tập trung cho những dự án cộng đồng tâm huyết. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ chính thức tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì bị dư luận phản đối tẩy chay. Trước đó, một số nghệ sĩ Việt đã từng có chiến thuật tương tự khi đối đầu với scandal nhưng không tuyên bố chính thức. Giới hạn của thách thức dư luận. Làm người nổi tiếng, sai lầm lớn nhất là thách thức dư luận, thích lấy cái tôi ra bao biện và nói lời xin lỗi cho có, khán giả Ngân Kim bình luận về trường hợp của Hương Giang. Nguyên nhân nằm ở những phát ngôn và động thái chống lại anti-fan của Hương Giang từ cuối tháng 10 đến nay. Đầu tiên, nữ ca sĩ đăng đàn phản đối cộng đồng anti-fan hơn 100.000 thành viên trên Facebook. Cô cho rằng hành động của anti-fan nhằm bôi nhọ, hạ bệ cô. Cô cũng đã yêu cầu họ ngừng tẩy chay các nhãn hàng do cô đại diện. Đỉnh điểm là hôm 30 và hôm 31 tháng 10, khi Hương Giang đăng ảnh và clip cô cùng một người mặc sắc phục công an đến nhà một người được cho là anti-fan để làm việc. Bức ảnh và đoạn clip gây hoang mang dư luận, đến giờ vẫn chưa thể khẳng định tính xác thực và danh tính người được cho là công an đi cùng Hương Giang. Hành động này bị đánh giá là đi quá giới hạn. Dư luận cho rằng Hương Giang đang đánh đồng anti-fan, người căm ghét với những người xúc phạm, vu khống, vi phạm pháp luật. Trước khi Hương Giang rút khỏi buổi biểu diễn ở Hoa hậu Việt Nam, một số chương trình cô tham gia gần đây đã bị khán giả phản ứng tiêu cực. Các đoạn livestream hay bài đăng của nhãn hàng trên mạng xã hội về Hương Giang ngập trong biểu tượng phẫn nộ và bình luận kêu gọi tẩy chay. Sau những động thái liên tiếp như trên, Hương Giang tiếp tục bị tẩy chay dữ dội. Nhiều khán giả gửi thông điệp đến Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam và các nhãn hàng yêu cầu ngừng hợp tác với nữ ca sĩ. Tạm dừng hoạt động, chiến thuật lấy lại danh tiếng. Việc Hương Giang tạm dừng hoạt động một thời gian không nằm ngoài dự báo của cư dân mạng lẫn những người trong ngành truyền thông. Trên thực tế, đây là nước đi quen thuộc của nhiều nghệ sĩ khi vấp phải lùm xùm, khiến hình ảnh và tên tuổi xấu đi, nhưng không ai công khai tuyên bố như Hương Giang. Trong thời gian tạm lắng đó, nghệ sĩ có thể đi làm từ thiện, xây dựng lại hình ảnh giản dị gắn với những hành động tốt đẹp để từng bước lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.